Người ta đi bắt hải sản mang theo thùng rỗng, rồi mang thùng rỗng về. Nhưng khi anh ấy đi bắt, hải sản như gặp lại người thân lâu ngày, tranh nhau nhảy vào thùng. Sao lại thế này? Mình có hoa mắt không? Sâu vẹn này ít nhất cũng 5 cân, chỉ cần chạy lại là được. Tôi thấy trước rồi. Sao cậu còn đòi lấy của tôi? Người này là Tô Sơ Kim, con trai cả nhà thứ hai họ Tô. Năm nay 10 tuổi, trước đây cũng hay giành hải sản của các em. Ai cầm được thì là của người đó. Đây là quy tắc mọi người đều công nhận. Chúng ta đã chia gia đình rồi. Cậu nghĩ tôi sẽ nhường cậu như trước đây sao? Cậu mơ đi. Cậu bảo chúng tôi đưa là đưa à? Cậu là ai chứ? Tô Hòa Tu muốn để bọn trẻ tự giải quyết. Nếu bọn trẻ bị thiệt, anh ấy sẽ giúp. Bà nội nói rồi, dù chia gia đình, các cậu vẫn họ Tô. Có đồ tốt vẫn phải đưa cho bà. Tôi chỉ thay bà nội lấy đồ thuộc về bà thôi. Tôi không đưa cho cậu đâu. Cậu làm gì được tôi? Không đưa thì tôi cướp. Ngã sấp mặt xuống đất. 10 tuổi rồi mà đứng còn không vững. Còn muốn cướp đồ của bọn trẻ 8 tuổi chúng tôi. Cậu về tập đi bộ đã rồi hạng đến đây. Chị nói đúng. Tô Sơ Kim đúng là đồ ngốc. Đồ ngốc đứng còn không vững. Tô Tiểu, mày dám gài tao, tao sẽ cho mày biết tay. Đúng như em trai tôi nói. Đúng là đồ ngốc mà. Mẹ Tô Sơ Kim ngốc quá. Sau này đừng học theo cậu ấy. Bản thân đi còn không biết, còn học người khác bắt nạt. Chị Kim Sơ có mách không nhỉ? Mách thì mách. Ở đây đầy người làm chứng. Từ đầu đến cuối tôi không đụng vào cậu ta. Cậu ta tự ngã vì đứng không vững thôi. Đúng rồi, chúng ta có làm gì đâu. Người khác thấy ở đây không có gì hay, lại tập trung đi tìm hải sản. Tô Tiểu Khải dùng tinh thần lực nhìn bãi biển xung quanh. Chẳng mấy chốc lại xuất hiện dấu hiệu ở chỗ khác. Cha và em, chúng ta mau đào thôi. Đào sớm để đem vào thành phố bán sớm. Tô Tiểu đi thẳng đến chỗ dầu trắng. Một sẻng xuống, 10 con ngao từ cát bị lật lên. À, không tệ không tệ. Tô Tiểu nhanh chóng nhặt ngao lên. Lại đến chỗ dầu trắng thứ hai. Wow, con quá to quá. Ngao, bạch tuộc, qua gạch. Vậy như đi lấy hàng ở kho vậy. Liên tục bị cậu ném vào thùng gỗ. Và qua gạch càng lúc càng to hơn. Đây là rong biển. Làm salad rong biển hay nấu canh đều ngon. Anh Tiểu, cái này là gì vậy? Chẳng lẽ ở đây chưa từng có rong biển sao? Đây là một thứ rất tốt. Không chỉ ngon, mà còn bổ dưỡng nữa. Tô Tiểu cười. Đây cũng là một cơ hội kinh doanh lớn. Sau này cậu có thể trồng rong biển, đem đi đổi tiền. Thì mà, cháu cũng không biết. Nhưng nhiều thứ dưới biển đều ăn được. Cháu vây thử xem. Cũng phải, nhưng phải cẩn thận. Cho súc vật ăn thử trước. Biết chưa? Vâng, cảm ơn cô. Khi thùng của Tô Tiểu đã đầy, cậu ấy đi tìm bố và em trai. Bố ơi, bố xem con tìm được gì này. Ồ, anh Tiểu à, đây là cái gì vậy? Bố à, cái này gọi là rong biển. Vùng biển của mình không có. Chắc là từ vùng biển khác trôi giạt đến. Nghe nói phụ nữ mang thai ăn rất tốt, nhưng không nên ăn nhiều quá. Ồ, tuyệt quá, nhiều thế này. Nhà mình ăn được lâu đây. Anh Tiểu, con giỏi thật. Tìm được nhiều thế này. Chị giỏi quá. Em cũng bắt được không ít đâu. Chúng ta đem vào thành bán đi. Hải sản mà rửa sẽ không còn tươi nữa. Bây giờ hải sản nhiều quá. Tô Tiểu cũng không biết sức mạnh tinh thần của cậu có thể giữ hải sản sống được bao lâu. Vì vậy cần phải đi ngay vào thành. Được, các con đợi bố một chút nhé. Bố đi mượn xe lời nhà chú Thanh Huy. Vâng ạ. Chẳng mấy chốc, Hoài Tu và Thanh Huy đã đánh xe lừa đến. Trời ơi, nhiều hải sản thế này. Là các cháu đi biển tìm được à? Đúng vậy ạ. Chú Huy, toàn bộ là nhà cháu tìm được đấy. Các cháu giỏi quá. Anh Tiểu là người góp công nhiều nhất. Phần lớn là cháu ấy tìm được. Mấy ngày nay cháu ấy may mắn lắm. Thu hoạch nhiều hơn mọi khi. Tô Tiểu đúng là đứa trẻ có phúc. Sau này nhà các cháu chắc chắn sẽ khá giả lên. Để nhà họ Tô kia ghen tị đi. Đứa trẻ vừa rồi sao ta thấy quen quen. Thưa chủ nhân, chính là đứa trẻ mà ngài bảo thuộc hạ cứu từ biển hôm đó. Hóa ra vậy, xem ra nó đã hoàn toàn không sao rồi. Đúng là đứa trẻ may mắn, xuống biển một lần mà vẫn sống sót. Đối với bất kỳ ai xuất hiện bên cạnh chủ nhân, họ đều sẽ tìm hiểu kỹ lưỡng, bảo người ta chăm sóc thêm một chút. Họ cũng là những người đáng thương. Được thôi, người đang nghĩ linh tinh gì thế? Ta, chủ nhân của ngươi mới có 13 tuổi, chỉ là vì họ đều là dân của ta, lại do chính ta bảo ngươi cứu về nên mới chăm sóc đặc biệt thôi. Thuộc hạ không dám nghĩ linh tinh. Chủ nhân không cần giải thích. Sau khi Thanh Huy đưa người đến, hẹn thời gian quay lại rồi đi làm việc riêng. Hai đứa trẻ bê hải sản từ xe xuống, sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Sau khi thỏa thuận giá cả, Hoài Tu bắt chước người khác giao hàng. Mọi người mau đến xem hải sản tươi ngon, toàn hải sản còn sống. Những hải sản này trông thật tươi. Bán thế nào? Bán theo kích cỡ à? Bạch tuộc và ngao hoa giá như nhau. Loại lớn 30 văn một cân, loại nhỏ 20 văn một cân, qua gai 100 văn một con, vẹn xanh 20 văn một cân. Đắt quá. Bà ơi, hải sản của cháu rất tươi. Bà xem này, ngao vẫn còn đang nhả bọt kìa. Qua thì vẫn còn đánh nhau nữa. Đứa bé này trông dễ thương quá.
Cảm ơn bà. Thôi được, hải sản của các cháu đúng là tươi thật. Bạch tuộc lớn và ngao hoa lớn. Mỗi thứ cho bà 4 cân. Vẹn xanh cho bà 5 cân. Qua gai thì lấy 7 con. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Bà mua thật sự rất khó tìm được hải sản còn sống, mà qua gai lại to như vậy. Để làm chủ vui lòng, mặc dù đắt nhưng vẫn mua. Bà ơi, vừa đúng 1.000 đồng xu đấy. Bà cũng có thể trả 1 lạng bạc. Đúng là đầu óc còn nhanh nhạy thật. Sau khi cân và đóng gói, Tô Hòa Tu giao hải sản cho bà già mua hàng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bị sa thải anh ta thấy nhiều bạc như vậy. Tô Hòa Tu, hóa ra là anh. Đúng là tôi đấy, thì sao? Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy subscribe và cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.